Mình tên là Phạm Hoàng Nguyên, năm nay mình 43 tuổi. Mình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu anh? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. À dạ. Dạ. Em nói cho từ hoa mỹ chút xíu là em là nhân viên an ninh tại khu biệt thự vườn Thủ Đức Garden Home, gói gọn hai chữ là bảo vệ. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào dạ em. Xin chào anh bên cạnh. Em tên là Châu Thị Thu Hường, năm nay em 38 tuổi. Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Gò Vấp. Công việc hiện tại của em là công nhân mà bên kiểm hàng. Bên cạnh đó em còn thêm một cái trợ giảng, phụ giảng bên khu vũ dưỡng sinh ở ngoài công viên gia đình. À. Dạ. Hai người ở thành phố Hồ Chí Minh từ đó giờ mà không gặp nhau ha. Dạ. Hôm nay có duyên gặp nhau rồi, chúng ta hãy chia sẻ thật lòng mình với nhau cho dạ. hiểu nhau hơn nha. Dạ. Anh trai, anh nói công việc bảo vệ, mình làm công việc đó được bao nhiêu lâu rồi? Dạ thưa chị Cát Tường là em làm năm nay là 14 năm rồi chị ơi. Làm một chỗ một 14 năm rồi đó hả? Dạ một chỗ một rồi chị. Dạ. Ủa, làm bảo vệ cho một cái khu căn hộ cao cấp như thế, bao nhiêu người ra đi vô, rồi biết bao nhiêu cô gái đẹp, rồi cô gái xinh xắn đi qua mà anh không để ý ai, không có cảm tình với ai, không mối tình nào hả? Dạ cũng có chứ anh Linh, nhưng mà qua cái cách nói chuyện già dặn của em cũng thể thể hiện đó, họ cứ nghĩ đâu là em là đã người đàn ông đã có gia đình rồi. À dạ. À. Nhưng anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Có đem tới đây giấy độc thân chưa? Dạ có luôn. Có rồi. Dạ. Mà bạn gái, bạn hãy nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em ha, thì hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, mà cũng hơi nóng tính, mà đó cũng là cái nhược điểm của em nữa. À. Nấu ăn thì cũng biết được chút chút. Anh nhưng... có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình sau này á là bên gia đình gái á, họ nghĩ là em không có đủ khả năng để đảm bảo cho tương lai cho con họ. Ừ. Với cái công việc của em á hiện tại không như gia đình họ mong muốn. Nhưng mà thật sự cái công việc bảo vệ của anh là đã ổn định cuộc sống rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đó là họ nghĩ thì thôi chứ. Dạ. Bởi vì anh làm bảo vệ như vậy thì khi mà có vợ rồi anh có đủ lo cho vợ không, rồi có một đứa con, rồi thậm chí hai đứa con, anh có đủ lo cho họ hay không? Dạ đủ anh. Đủ luôn. Dạ. Mình có tính điều đó rồi đúng không? Dạ có. Ồ. Nhưng mà mình bảo vệ vậy là mình có trực đêm luôn không anh? Dạ có chị Cát Tường ơi. À anh đúng. Có nhà riêng không? Dạ có anh. Có nhà riêng dạ. Khỏe rồi, ở với ai? Dạ em ở một mình nè. Trời à, ơi vậy khỏe quá, rồi tốt đầy rồi. Đủ điều kiện dạ. Rồi à, em gái nếu mà mình lấy chồng mà chồng mình hay đi trực đêm thì em có ngại gì không? Dạ nếu mà do công việc của ảnh thì dạ không sao ạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình, em quen hơn một năm mấy. Rồi lý do sao chia tay? Không hợp tuổi tác đó chị. Bạn trai của em nhỏ hơn em 4 tuổi. Gia đình bạn ấy không chấp nhận. À dạ. Rồi cũng khổ không, quá ha dạ. Bây giờ bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Thứ nhất là hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em không thích ở người bạn trai mà kêu kiệt, khoác lác, khoe khoang. Em không thích mấy người như vậy. Cái nào có thì nó có, cái nào nó không nó không. Em thích người thật thà hơn. À, dạ. Thật thà. 1m6 trở lên là được rồi chị. Đạt chuẩn. Cũng đừng có ốm quá. Mà người thì cân đối là được ạ. À. Dạ. Chút xíu nữa chị sẽ qua coi mặt. À, bạn trai bên kia thì thích mẫu người bạn gái như thế nào ha? Nào. Không mập, không bự con. Có giống ai không? Dạ, giống 50% như chị Cát Tường là được rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Em chào chị Cát Tường. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ví dụ như bạn gái hồi nãy bạn có chia sẻ là bạn có đi làm cái việc là dạy khiêu vũ đó. Khiêu vũ là sẽ có nam, có dạ. Nữ đó. Có một cái sự va chạm để nhảy thì anh có ghen không? Em chia sẻ chị luôn, em là người đàn ông đang sống trong xã hội hiện đại thì những cái chuyện đó người đàn ông thì mình phải nên thoáng một chút. Dạ. Bình thường thôi chị. Dạ. Dạ. Coi như bữa đó anh đang đi làm bảo vệ, anh đang chạy về nhà nè, anh chạy ngang công viên tự nhiên anh thấy vợ anh đang ôm cái ông kia nhảy. Anh nghĩ sao? Bình thường đó chị ơi. Công dạ. Việc. Dạ cái đó là cái công việc rồi mà chị. Dạ. Anh tấp xe vô lề anh xuống anh nhảy luôn. Dạ. Đúng không anh? Dạ. Anh rất là có duyên nha, em nhìn anh này mặt rất phúc hậu, rất là có duyên. Dạ. Em hy vọng là hôm nay em cảm ơn chị. Hôm nay là sẽ tiến tới được hôn nhân rồi sanh dạ. Con luôn nha. Dạ. Hỏi Vũ giùm cho cái vụ khiêu vũ rồi đó. Dạ. Tôi sợ về chồng không cho đi khiêu vũ nữa đó. Dạ. Anh ở thành phố Hồ Chí Minh ba mẹ ở riêng hả hay sao? Dạ hồi bà dạ. Con sao đâu hết rồi. Bà con của em thì nói chung là ở miền Tây thì nhiều. Miền Tây là ở đâu?
từ Cà Mau xuống Vĩnh Long là có hết đó. Rải vậy đó hả? Dạ. Còn ba mẹ ở đâu? Dạ, ba mẹ em thì ở thành phố. Thành phố không ở chung hả? Dạ, có với anh, nhưng mà ba em mất hồi năm 92 rồi. À, còn dạ. Mẹ? Mẹ em là đó là ở Hóc Môn chung với em, nhưng mà em đi làm ban đêm đó anh. Rồi để mẹ ở nhà mình cũng không tốt. Thì có giai đoạn mẹ bị cao huyết áp á, mẹ té, thôi mấy chị bàn với nhau là thôi để mẹ về dưới Bình Thạnh đi ở. Tức là mẹ dần ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi em ở riêng. Dạ. Thôi thôi giờ mà ở rước mẹ về ở chung được hay quá ha. Dạ. Ồ, chào em. Dạ. Hiền từ quá hả? Anh hiền lắm, bảo vệ hiền khô à. Nghe anh nói thì có vẻ anh cũng thật thà và cũng vui tánh. Em có thích chồng mình hút thuốc uống rượu gì không? Uống rượu thì em không thích, hút thuốc em cũng không thích. Nhưng mà nếu mà là do xã giao, công việc hoặc đi tiệc tùng thì uống một hoặc hai ly thì không sao. Cổ hơi lo là cổ sợ ma lắm, 38 tuổi vẫn ngủ với mẹ. Mà bây giờ chồng mà đi trực đêm thì cổ ngủ với ai? Thì trực với chồng luôn. Ủa chồng ở trực ở chỗ cái căn khu căn hộ mà đúng không anh? Dạ. Có phòng bảo vệ đàng hoàng. Dạ có. Vợ trực với chồng đâu có sao. Được không? Người ta còn khoái thêm nữa được mà. Ở các cái căn hộ cái khu đó là nhiều người trực, người ta còn khoái thêm nữa. Dạ. Thậm chí xin cổ vô trực chung luôn cũng được nữa. Dạ. Đúng không? Chịu không em? Dạ cũng được. Muốn có con chưa? Tuổi của em thì giờ cũng lớn rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Anh muốn có con chưa? Muốn lắm rồi anh. Muốn trai rồi, gái. Lắm dạ rồi. Trai gái gì cũng được hết anh. Vậy là hai người muốn có con hết rồi đó. Dạ. Mình kết hợp cái về năm sau mình đẻ liền được không? Cấp này dạ, là gả liền, chứ. Gả liền. Đẻ liền được không? Dạ. Dạ cũng được. Ai cũng dạ. được nhưng mà biết được hay không chưa biết. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Em đi cùng với cô chú sinh hoạt và câu lạc bộ công viên gia đình của em. À, khi và ngủ thêm ha. Một đứa cháu ruột của em. Rồi. Dạ, dạ xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Dạ chú. Chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn trai và xin chào các bạn ở trong khán đài và bạn xem đài. Thì thấy bạn trai thì có vẻ hoạt bát, có một cái thực thà trong đó. Thì bản thân là dạ. cũng thích. Dạ. Con cảm ơn chú ạ. À. Dạ. Thì chị có hỏi thêm một câu là mình ở thành phố là ở khu vực nào ạ? À? Dạ, con ở ngay chỗ phường 22 quận Bình Thạnh, ngay chỗ sân tập gôn Hiềm Lam đó chú. Dạ, tốt dạ. quá. Thì chỗ đó đi qua công viên gia đình này cũng gần rồi. Dạ, dạ, ok. Gần dạ. Còn cũng xin nói sơ thêm về cháu mình á. Cháu thì hiền lắm. Phải thật dạ. nên không phải mình khen người nhà mình đâu. Dạ. Mà đó anh Nguyễn Linh cũng công nhận đó. Qua cách nói chuyện mình cảm thấy ha. Thì mình cũng mong muốn là nếu mà hai cháu đi xin phép được gọi vậy đi. Dạ. Là nếu mà có đi đến được với nhau á thì cũng cố gắng đi đến với nhau đi rồi tạo ra một cái gia đình hạnh phúc ha. Có con có cái đúng với ý nguyện của hai người đúng không? Dạ. Dạ, để xin cũng chúc mừng đi hai bạn ha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Anh đi với ai vậy anh ơi? Dạ, em đi với chị Thu, chị họ. Rồi, chào dạ, chị. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào quý khán giả trên trường quay. Chào bên nhà gái. À, ở nhà thì Nguyên rất là hiền lành, đi làm về là coi như là không đi đâu hết á. Có khi nhiều khi ăn nhậu ở nhà lâu lâu mới có. Là Nguyên là rất là hiền. Về phần em gái thì chị thấy em rất là thật thà. Mặt phúc hậu, nên chị nói là Nguyên ở đây là một cơ hội cho em mới nắm bắt lấy. Đừng có để vượt bỏ uổng. Rồi, cảm ơn chị. Nói thiệt nha, chưa có mở rào trơn á. Mà tôi thấy hình như là họ là của nhau từ bao giờ á. Tôi khoái không lẽ tôi nhào vô tôi bấm luôn hai cái nút luôn vậy đó. Cặp này rất là xứng. Ai cũng hiền, ai cũng dễ thương cả. Hai người này phúc hậu lắm. Trời ơi, về đẻ liền luôn nha. Dạ. Đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Ha? Không mời tôi cũng đi nữa. Rồi, mở rào em. Bắt đầu đi anh trai. Đó, anh chào em. Anh có bao hoa tặng em? Dạ, dạ em cảm ơn anh. Có chai dầu thơm. Trời. Dạ em cảm ơn anh. Đó là thử anh. Mình có mặt phu thê không? Trời ơi. Nói chung là hôm nay anh đến với chương trình này á, là anh mong muốn là tìm được một người phù hợp để tiến tới hôn nhân, để mình sống đến răng long đầu bạc. Thì anh mong rằng hai chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi nên trao cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm nữa. Dạ. Anh có ngại là em dạy khiêu vũ không? Không em, cái đó là một dạ. cái nghề cái, tốt cái mà nghề. Em. Dạ. dạ. Nhưng rồi. Mà cái nghề đó là em cứ mỗi ngày ôm người này người kia nhảy em, anh không ngại hả? Bình thường dạ. thôi em. Dạ. Gia đình em, anh em đông, anh có thích không? Thích chứ, càng đông càng
vui chứ. Công việc hiện tại của anh là bảo vệ đúng không? Đúng rồi. Dạ, vậy thì bây giờ nếu mà em với anh quen nhau, anh có ý định là anh sẽ đổi một công việc khác để anh kiếm thêm cái thu nhập nào cao hơn để anh lo cho gia đình có khi anh đã quen em? Có chứ. Và tương lai của mình, ví dụ như hợp thì đã có thêm con hoặc đó, anh sẽ đổi. Đổi. Dạ. Nhưng mà đổi uổng lắm em, cái kia 14 năm là thâm niên nhiều tiền lắm em, bỏ uổng lắm. 14 năm là ngon lắm đó em. Dạ. Anh có thích khiêu vũ không? Nói chung là lâu lâu nổi hứng thôi, nhưng mà ca thì anh sẽ thích. Thôi hai người về chỗ đi, thấy hợp quá rồi đó thiệt á. Hôm nay tới chương trình em cũng có món quà nhỏ. Trời ơi, nãy giờ anh nói chuyện có quên tặng quà luôn à. Anh làm bảo vệ gì, một tuần anh làm suốt luôn ha? Không em, chẳng hạn như 4 ngày rồi cái 4 đêm hoặc 5 đêm gì vậy đó. Dạ, vậy rồi được nghỉ một ngày. Những ngày nghỉ anh thích khiêu vũ đúng không? Anh có thể ra sân tập nhảy khiêu vũ chung được chứ. Dạ, được. Anh không thích gì là ở người bạn gái? Phụ nữ thì hay thường thường nói nhiều lắm. Anh vậy em không là người thôi. Hay nói nhiều. Ừ, chẳng hạn như mình nói một lần hai lần thôi rồi được, xong hết, đừng có nói nhiều quá đó. Nếu mà em với anh quen nhau vậy thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ được cưới em? Nếu em đồng ý, nửa tháng nữa nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới lên ngay. Hay quá. Tại dạ, nửa tháng nữa. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Có thể một tuần nữa cũng được nha. Dạ. Nửa rồi, tháng okay. Đâu có chuẩn bị kịp đâu anh, mà sao kịp em. Dạ. Đãi ở đây luôn, đãi ở đây luôn. Tôi đây tôi dọn 10 bàn đãi luôn. Anh ở trên cái khu của em á là có khu tiện ích, khu hồ bơi. Ờ, vậy anh. Thấy không, có hồ bơi luôn hả? Dạ. Bây giờ cô dâu chú rể là đám cưới là mặc bikini bơi. Được không? Không được. Sao em nửa tháng nữa được không em? Dạ nhanh quá chị. Vậy em dạ, ít ra nếu cũng phải 6 tháng dạ. Tới 1 năm. Nè, vừa rồi đó là Phú Quý đó là có 2 tuần cái cô bán phở với anh chàng bán thịt đó là 2 tuần là cưới luôn. Hai người nhảy bài coi hợp không nha? Thử xem em dạy anh khiêu vũ xem. Dạ anh biết nhảy. Rồi. Dạ. Hả? Solo. Điều gì anh điều thì gì? Anh không biết nhưng mà anh hưởng ứng cái phong điều trào. Gì? Vậy bây giờ em chỉ anh điệu cha 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 ha. Điệu nó chi cho nó khó vậy? Ta ôm nhau xì lô đúng ba gì đi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Đó. Vậy đi. Biết hát bài gì vừa hát vừa nhảy đi. Một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu. Dù được tình yêu muôn khó khăn và đôi khi anh biết anh không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ anh đãi được nói một lời, nói anh sẽ yêu mãi mình em, chẳng có bao giờ anh muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Hùng luôn, hùng luôn. Wow. Hay quá. Rồi vậy thôi, bấm nút chi nữa. Người ta là bấm nút rồi mới được hùng đó. Mà đây anh hùng trước khi bấm luôn rồi đó. Chị sao? Chị sao? Dạ cũng được. Cũng được hả? Bấm không? Dạ em bấm. Bấm hả? Bấm. Rồi. Cặp này có duyên lắm luôn á nha. Nè, tôi nói thiệt á, cặp này mà không ăn đời ở kiếp tôi thua gì cũng thua luôn á. Dạ em tên là Lê Thị Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, quê em thì ở Ninh Thuận, mà em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm điều dưỡng tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cũng có kinh doanh spa. Ồ, vừa đi làm điều dưỡng mà có thời gian kinh doanh hay vậy? Dạ thì cái thời gian hành chánh thì em chủ yếu là em làm tại bệnh viện. Và khi cái thời gian chịu rảnh thì giờ em làm tại spa. Tốt quá. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lộc, em đến từ Đồng Nai, năm nay em 31 tuổi.
Em là quản lý cửa hàng điện máy. Quản lý cửa hàng điện máy. Dạ. 31 tuổi ha. Dạ. Từ Đồng Nai bạn xuống đây luôn hả? Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dạ, ưu điểm của em á là mọi người xung quanh á là nhận xét em rất thật. Trong công việc em rất nhiệt tình, chịu khó, em có lập trường vững vàng. Lập trường vững vàng. Dạ, dạ. Cái này quan trọng lắm phải không? Dạ. À. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em á là em hơi nhút nhát trước đám đông, với là cái việc mà việc nhà em hơi dở. Rồi, bạn nữ thì sao? Mình cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì nào? Ưu điểm của em á thì em thấy là em tự lập, em mạnh mẽ. Với lại em biết chăm sóc và yêu thương gia đình. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, hơi càm ràm, với đôi khi hơi khó chịu. Có khi nào nóng tính quá nó gây ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình chưa? À, dạ chưa. Vậy thì cũng chưa đến nỗi nào, còn kiềm chế được. Dạ, còn tình trường chế thì được. Sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tình trường của em thì trải qua là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cũng có hai bên cũng có gặp mặt nhau, cũng tính đến chuyện là kết hôn rồi. À. Nhưng mà sau thì công việc của ảnh cũng bận rồi, sinh ra là hai đứa nó cãi nhau thường xuyên quá nên em hủy. Còn cái mới chia tay thì cũng được 1 năm thì em với anh đó thì cũng tình cảm, nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là ảnh có gia đình. Hả? Dạ. Quen bao lâu? Dạ cũng hơn 1 năm. Quen hơn 1 năm mới phát hiện ra ảnh có gia đình? Dạ. Không tìm hiểu kỹ sao mà anh giấu hay vậy? Cái tính em dễ tin người lắm chị. Với lại khi mà em thương ai rồi á là em thương rất là hết lòng. À. Và người ta nói gì em cũng tin đó chị. Cái đó cũng là một cái nhược điểm của em luôn đó chị. Thôi bây giờ em gái quá hả? Yên tâm ha, lên đây là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới được lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ đúng. Nên rồi em yên tâm. Dạ. Em trai, em được mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình, nhưng mà chỉ có 1 mối tình là chính thức thôi anh. Nhưng mà chia tay cũng 5 năm rồi anh. Chia tay 5 năm rồi, dạ. Mối tình chính thức được bao lâu? Dạ hơn 1 năm anh. Nhưng lý do sao chia tay? Thì lúc đó công việc làm em chưa ổn định anh. Với bạn đó tìm được người hơn em. Dạ. Bây giờ em ổn định chưa? Dạ giờ em ổn định. Bây giờ em quản lý một cái cửa hàng gì? Điện máy anh. Điện máy hả? Dạ. Tức là bán hàng. Em quản lý được bao nhiêu nhân viên? Dạ 6 nhân viên anh. 6 nhân viên hả? Dạ. Cũng được rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì hai bạn đều có trắc trở trong tình yêu. Hôm nay chúng ta gặp đây là có duyên rồi. Mình sẽ cho đối phương biết được là mình đang muốn gì. Không, là bạn trai, bạn muốn tìm một mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ mẫu người lý tưởng của em là cao cỡ 1m50 được. 50? Dạ. Khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, nữ tính. Đơn giản gì? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Dạ điều em không thích là hay càm ràm, hay nói nhiều, nói đi nói lại á chị. Phụ nữ thì hay có tính càm ràm, nhưng mà mình để cho càm ràm hoài mỏi miệng thôi, nó không nói nè, yên tâm đi. Rồi vậy anh bạn gái thì mình có mẫu người lý tưởng không? Dạ có chị. Mẫu người lý tưởng của em là ca sĩ Đăng Khôi á chị. Vậy á hả? À. Dạ ai cũng nói em là mình chơi đẹp quá vậy, mà đúng chơi đẹp là phải mê chị. Đúng chơi đẹp phải mê. Đẹp là được. Rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là hả, em thấy ảnh không những đẹp trai mà ảnh lại biết phụ giúp công việc nội trợ, hoặc là phụ việc của gia đình á, phụ vợ, biết chia sẻ, biết cảm thông với người vợ. Cái đó mới là điều quan trọng của một người chồng á chị. Rồi. Rồi vậy cái điều gì thì em không thích ở người bạn trai? Dạ vô tâm và keyboard. Hay, có keyboard không đây? Dạ không. Chàng trai quản lý của tôi không có keyboard ha. Dạ. Ôi trời, em gái dễ thương. Em ghét người ông keyboard lắm hả? Dạ ghét cực kỳ luôn anh. Người ta tính tiền để người ta lo cho gia đình mà có gì đâu. Dạ không, keyboard bên ngoài thì được anh, đừng keyboard với em. Đúng rồi, keyboard với bà xã là không có được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Nhưng mà lúc người yêu cũng đừng keyboard anh. Đàn ông uống chút xíu bia rượu được không? Dạ được. Hút thuốc được không? Dạ không. Có thuốc không? Dạ không hút thuốc anh. Gia trưởng chút được không? Dạ không. Gia trưởng để ta quyết định những cái vấn đề nào đó nó quan trọng. Nếu mà gia trưởng một tí xíu thì được, nhưng mà đừng có gia trưởng quá. Thôi cô gái bên kia rất là dễ thương nha chàng trai. Như... vui lên nào. Hôm nay là em được gặp một cô gái rất xinh, dễ thương. Em dự kiến thì khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng 1 năm. Nếu mà làm dâu em đồng ý không? Tại vì tính em tự lập mà em tự sống nên em nghĩ là em làm dâu sẽ hơi khó. Em sợ không có dung hòa được với mẹ chồng hoặc là bên nhà chồng thì như vậy thì sẽ làm cho ảnh khó xử. Anh nói thôi chứ bây giờ ba mẹ lớn dễ lắm, mình ở chung nhiều khi ba mẹ phụ giúp mình còn sướng nữa. Dạ. Rồi để chị hỏi bạn bên này ha. Dạ chào chị. Rồi chào em. Trời tóc màu đen quá ha. Dạ. Được. Có cái điều gì mà mình cảm thấy mình không thích nhất ở cái người phụ nữ không? Đừng có cái tính mà con nít quá chị. Cái người phụ nữ mà cứ kiểu nhõng nhẽo đồ này kia hả? Dạ, em không thích. Ủa, phụ nữ nhõng nhẽo dễ thương mà. Nữ nhõng nhẽo ta còn khoái nữa. Có gì đâu. Rồi chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc cỡ 1 năm chị. Có làm dâu không em?
Dạ có chị. Ba mẹ đang sống ở đâu? Dạ em ở với ba mẹ em. Là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ không, em ở Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai. Ủa hiện tại em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 10 chị. Quận 10 rồi mình hẹn hò sao? Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được lần? Dạ công việc của em sắp xếp thời gian được mà vậy. Chắc khoảng chừng một tuần em xuống lần được chị. Nói chung là đó thì tùy hai bạn thôi. Bạn trai bạn gái đều rất là dễ thương. Đẹp trai đẹp gái như nhau à, nhưng mà bạn trai thì ở Đồng Nai hơi xa. Đã bây giờ vấn đề á là bạn thấy bạn nữ bên kia thì không có cửa gì mà xa hết trơn á, xa cỡ nào cũng đi được hết trơn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo ý kiến người thân, sau đó các bạn sẽ gặp mặt. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cháu em. Cháu hả? Dạ rồi xin dạ. Chào dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường, chào con, chào quý vị khán giả. Thì con là Nguyễn Trương Công, là cháu của cậu Lộc. Thì con nhận xét về bạn nữ thì nếu mà tiêu chuẩn của cậu con như vậy thì đây là chắc ngoài sức mong đợi rồi. Thì cậu con thì có tính là hay nóng nảy, nhất là khi nghe cằn nhằn. Với lại cậu con thì cũng khá nhút nhát. Giờ mà như bác sĩ mà đo nhịp tim cậu con nhiều khi nghĩ cậu con cao huyết áp. Con thấy thì như mình tới được tới đây thì là cũng là rất là cố gắng rồi. Là cũng là do một phần là do trời định. Mà trời định thì cũng mình cũng không nên cãi lại. Thì mình nên cho nhau một cơ hội. Biết đâu ở ngoài thì với mình nói chuyện với nhau thoải mái, tự tin hơn. Thì biết đâu mình lại tìm ra được nhiều điểm tốt của nhau. Dạ rồi, con xin hết. Có thằng cháu dễ thương quá nha. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, anh em đi với chị của em, cũng là đồng nghiệp của em, anh trai với lại mấy bạn. Dạ, em tên... chào chị Quỳnh Linh, chào anh Cát Tường. Hả? Chào anh Quỳnh Linh, chị Quỳnh Linh, chào chị. Em là chị của Yến, làm chung trong... Chị rung lắm hả? Đo nhịp tim không? Thấy đàn trai sao chị? Thấy bạn trai bên đây được, ngoại hình được. Nếu mà Yến thấy được thì hai đứa có thể cho nhau cơ hội, tùy Yến quyết định. Yến thấy được thì bấm được thôi. Rồi. Bây giờ thì quan trọng là ta mở màn lên. Dạ, thì dạ. Tới đây thì em cũng có chuẩn bị một cái đoạn bài hát em tặng anh. Còn anh là bớt rung lại nha. Nếu những yêu thương này chỉ là mơ, em xin một lần đường mơ. Ấm áp đôi tay này và con tim mãi mãi thuộc về anh. Chẳng biết mai sau này những sóng gió có khiến em gục ngã. Hãy đến bên em và cầm đôi tay trên thêm vững bước đi. Em hát sao thấy anh cũng sốt. Vẫn sốt em ơi. Vẫn sốt. Bây giờ em có tiết mục nào hấp dẫn hơn, ví dụ trời, múa, nhảy múa gì không? Nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa. Phải cấp cứu luôn á. Để làm cho đi cấp cứu luôn đi em rồi. Anh ơi chuẩn bị tinh thần nha. Đó, dạ. Có luôn hả? Rồi làm luôn. Dạ em có một đoạn múa Ấn Độ ạ. À. À, được. Chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ cảm nhận thế nào nói với cô gái đi. Nói chung là bạn gái nhìn dễ thương, hoạt bát, nhanh nhẹn. Em nếu mà hai đứa mà đến được với nhau á, em có làm dâu được không? Dạ như hồi nãy em có nói á thì à, cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mẹ anh dễ lắm, chỉ có anh với mẹ anh ở chung à. Mẹ anh mà thương anh á thì sẽ thương con dâu, em cứ yên tâm. Nếu mà về làm dâu thì mình phải sinh sống tại Đồng Nai ha anh? Tùy em. Thì công việc của anh á là anh định hướng là làm ăn ở đó. Nếu em mà về đó thì anh có thể xin cho em được làm ở gần nhà. À, em xin nói rõ luôn là thật sự là em rất đam mê cái kinh doanh. Nên em muốn phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái chuyện làm dâu thì có thể là em cũng có thể là làm dâu được. Mà trong cái quá trình mình hẹn hò thì em nghĩ là Đồng Nai hơi xa anh nhờ. Tại vì em thì ở một mình thôi, nhưng mà nhiều khi con gái mà
nhiều khi cần cái người đàn ông bên cạnh á, người yêu bên cạnh thì anh lại hơi xa. Em yên tâm, một tuần anh xuống một lần được mà. Như nhiều khi buổi tối em cần thì sao ạ? Giống như bữa đó em chật mà em đói bụng quá, giờ sao giờ? Lúc đó anh xuống được anh sẽ xuống. Tại công việc của anh là ban ngày thôi, 6 giờ là hết rồi, là xong rồi. Là giờ đó anh rảnh rồi. Giờ em lấy cái gì để em bù khoảng cách đi? Đúng rồi, lấy gì bù khoảng cách đi? Ừ. Anh hứa với em á là nếu mà lúc nào á em mà buồn á là em điện anh mà sắp xếp được á anh sẽ xuống thăm em. Dạ, còn không sắp xếp được thì thôi kệ em đúng không anh? Nhưng mà anh sẽ xuống. Em nên cho anh với em một cơ hội. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Bạn đứng cái lên câu mà cho tới anh cơ hội thì nó dễ tới quá. Mình hơi rụt rè, mình nắm tay bạn gái đi. Để có một chút xíu điện á, để cho thêm một cái đo lại nạp cảm điện, xúc. Nạp điện thêm. Đo lại cảm xúc một lần nữa. Ủa nắm hờ hững gì trời. Rồi nói đi, một câu nữa thôi, cho hai bạn thêm 15 giây nữa. Thôi nói chung á là anh với em đến đây được là cũng là một cái duyên. Nói chung là cho anh cơ hội. Hai đứa mình hẹn hò. Thôi huyết áp cao rồi, sắp xỉu rồi em. Chị ơi rung mà tay em lạnh theo vậy. Rồi thôi huyết áp cao rồi, về chỗ đi. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Quyết định là quyền của các bạn. Có bấm nút hay không? Cái nút bấm đó là do sự chọn lựa quyết định của các bạn. Nhưng mà khi bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Chúng ta bấm nút mà không vì trái tim rung động, tức là chúng ta đã trao cái duyên cho người khác. Chúng ta mất duyên ráng chịu nha. Cẩn thận. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Xin mời em. Vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng. Hai em gái hả? Chàng trai thì sao? Dạ. Thì nói chung là chắc thấy em không hợp nên cũng không sao. Đúng ra em phải thuyết phục nhiều hơn nữa. Nếu em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là em chưa gọi là tích cực để gọi là làm cho cô bé yên tâm để bấm nút. Em cũng có vài lời muốn nói với bạn trai ạ. Rồi em nói. Mình tới đây cũng là có duyên rồi. Tuy là mình không có bấm nút nhưng mà bên ngoài mình vẫn là bạn bè anh em, anh nhỉ? Em hy vọng anh sẽ phải là tự tin lên. Tại vì một người đàn ông cần sự trưởng thành, tự tin thì người phụ nữ người ta nhìn vào thì có thể là người ta sẽ thấy an toàn và an tâm hơn.